chiếc tàu cao tốc Everest đang vô các bạn. Hình như bên này có chiếc vỏ nhỏ nhỏ nè, anh đang bóp càng cho anh né qua nè. Rồi kiểu gì quá rồi. Anh kia đang lách sóng nha các bạn. Đây đó khá là xa. Bạn thấy hai cái lằn sóng của anh ghê chưa? Các bạn thấy không? Hai cái lằn sóng nó khá là dài luôn á. Anh này đi từ Phú Quốc về nha các bạn. Cái vỏ nhỏ nhỏ này anh hơi vất vả nè. Né sóng. Quá xa rồi. Chung là khi cao tốc lại thì trẻ sóng, nhưng chung cũng không đến nỗi nguy hiểm, nhưng mà nó hơi bị sốc chút xíu các bạn. Nghe sóng nó cao quá. Vô gần tới rồi nha. Anh này đi với vận tốc là 30 lý trên giờ nha các bạn. 6-70 km. Cao tốc Everest màu đỏ. Quá đã luôn, ôi ơi. Chiếc này bề ngang là 9m5, bề dài là 33m các bạn. Sử dụng hai động cơ Rolls Royce MTO đời mới nha. Tàu cao tốc 2 thân. Vô cặp bến. Phú Quốc về các bạn, cặp bến Gạch Giá. Ôi ôi cái vỏ, ôi ôi. Quá khứ rồi, quên nữa. Anh núp ở trong này mình không thấy. Đây là chiếc tàu cao tốc đi Hòn Tre nha các bạn. Anh này đi với vận tốc là 11 lý trên giờ nha bạn. Từ Gạch Giá qua Hòn Tre cũng tầm khoảng là 1 tiếng đồng hồ. Chạy khá là giọt. Bữa nay quá trời gió rồi. Cái con số phía sau như hai cái phao gì, không không. Xa xa trên kia thì mình thấy những cái gâu quạt các bạn. Đây gió cũng lăn tăn lên này các bạn. Ôi ôi kìa. Dữ vậy. Bên này như có cái vỏ nhỏ nhỏ. Không phải cái cờ. Cái cờ ranh giới của mấy anh cao tốc.
quá dữ rồi. Không biết là cho mình nhỏ các bạn có thấy không, chứ trên màn hình của mình là mình thấy ở xa trên kia là có rất là nhiều những cái gâu bạc được nổi lên các bạn, giống như là những cái cơn sóng mà nó tạo những cái bọt đó các bạn. Khá là xa nha. Bên ngoài này thì anh tàu nhỏ nhỏ này anh vẫn tiếp tục anh quẹo vô trong để mà anh né chiếc cao tốc đi ra nha các bạn. Vô sát trong rồi, thấy cao tốc xuất hiện anh quẹo vô trong luôn rồi. Cao tốc cũng bóp kèn cho anh vô nè. Chiếc tàu Hòn Tre đang vô các bạn ơi. Một chiếc Hòn Tre và một chiếc Phú Quốc về nha, chiếc Chevin, tàu phà Thảnh Thới các bạn. Đang qua nhà với lệnh cao tốc vừa mới xuất bến nè. Anh màu xanh xanh này đi với vận tốc là 22 lý các bạn. Còn anh nhỏ nhỏ bên này thì đi với vận tốc là 11 lý nha. Hiện tại thì chiếc cao tốc nhỏ đang dẫn trước các bạn. Không biết là lát nữa anh màu xanh xanh này anh có vượt mặt hay không nha. Quá, wow, anh nhỏ anh chạy cũng dữ lắm các bạn. Trên này thì có một số chiếc ghe cào. Bữa nay đánh cá trúng hay sao đó, mấy anh em ra đánh cá quá trời nhiều luôn. Anh kia anh không biết chạy kịp không này. Anh bự bự đó, mặc dù là anh bự nhưng mà chạy dữ lắm các bạn. Đây cái đó khá là xa, mọi người xem thông cảm cho mình nha. Nếu mà bỏ những khoảnh khắc này thì rất là tiếc nha. Rồi gần kịp rồi, gần kịp rồi. Wow. Rồi anh tàu nhỏ đâu đây vậy? Rồi bây giờ anh sẽ tăng tốc vô nha các bạn. Thấy anh nhỏ nhỏ nhưng mà anh chạy dữ lắm nha. Nhưng mà không bằng anh kia các bạn. Anh kia anh sử dụng tới 2 động cơ đó bạn. Tổng công suất có thể đạt được là 1800 mã lực nha. Quá này anh chạy xè cánh ra luôn nè. Bữa nay là cái len trong này hơi bị cạn đó các bạn. Nước nó gồng quá trời nhiều luôn. Không biết chiếc nào sẽ vô trước đây. Anh nhỏ nhỏ thì anh đi từ Hòn Tre về các bạn. Quá wow. Anh nhỏ nhỏ anh tăng tốc dữ lắm rồi các bạn ơi. Xè hai đôi cánh ra luôn kìa. Ghê thật chứ. Ok à. Mình nghĩ anh tàu nhỏ này sẽ cập bến trước các bạn. Anh màu xanh thì anh còn khá là xa. Đây cái đó xa lắm các bạn. Mọi người xem thông cảm cho mình nha. Nếu mà bằng mắt thường thì có lẽ là nhìn hơi bị gắt mắt đó các bạn. Giờ mình sẽ zoom cho mọi người xem. Đang vô nè, quá dữ rồi. Tăng tốc dữ lắm rồi. À này, mặc dù là anh chạy tốc độ cao như thế này nhưng mà khi mà bớt ra thì nó sẽ gị lại nha các bạn. Giống như là thắng ABS vậy đó. Nó không có chớn gì mấy nha. Tại hiện tại anh đang lướt trên mặt nước các bạn, khi mà thắng lại thì nước sẽ gịch lại các bạn. Giống như cái vỏ lãi composite của mình vậy đó các bạn. Chạy thì khá là nhanh giọt nhưng mà khi mà bớt ga thì sẽ gị lại nha. Còn mấy anh bự bự kia thì cái chớn nói chung là cũng khá là nhanh đó. Quá dữ rồi. Anh tàu nhỏ nhỏ này hiện tại thì anh đang băng ngang các bạn.
cao tốc thì đang vô với vận tốc khá cao nha. Giờ anh sẽ chạy qua để mà anh né nha. Anh này nãy giờ anh đánh cá nói chung là cũng né rất là nhiều cao tốc qua lại các bạn. Anh đang chạy như một con ngựa, khá là nhanh. Quá dữ rồi. Chiếc này mà vô sông chạy phải nói là xuồng vỏ chắc lên bờ hết luôn quá. Chiếc này hình như là mới đóng luôn đó các bạn. Vừa mới né xong chiếc cao tốc các bạn, bây giờ anh sẽ chạy ra nữa nha. Chạy ra thì đi về hướng bên kia các bạn. Trên này thì có chiếc tàu cao tốc Chevin đang vô nha. Như một cái nhà lầu biết di chuyển vậy nè. Chiếc tàu nhỏ này đang quay cái mũi ra chuẩn bị cái thế mà gọi là né sóng nha các bạn. Trên này anh quá trời bự rồi. Chevin tàu hỏa Thạnh Thới nha. Né sát chồng. Ông ngoại chịu không nổi với mấy anh này đâu các bạn, sóng cao lắm. Anh dương cái hàm ra để mà chuẩn bị lên xe nha. Super độc anh vô các bạn ơi. Quá trời chạy luôn. Tàu nhỏ né sóng. Bị đuối nha.